Chào tất cả mọi người đã đến với kênh Tô Xanh của mình. Hôm nay cùng mình Tô Xanh chứa A và táo này nhé. Cùng xem thành quả của mình sẽ Tô Xanh nhìn như thế nào. Chứ mình sẽ tô là màu A và mình sẽ tô màu đen. Cành cây và lá mình sẽ tô là màu xanh. Quả táo mình sẽ tô là màu đỏ. Chị em chơi cùng đất bắn mini live đi, một nghìn luôn ý. Đúng không? Và vừa rồi mình đã hoàn thành xong bức tranh. Cảm ơn mọi người đã xem hết kênh Tô Xanh của mình.
hẹn mọi người vào những video cho xem tiếp theo của mình.